anh tạm quỳ xuống 2 lần trên dây để lấy lại nhịp và liên tục lẩm bẩm cầu nguyện đến Chúa Giêsu. Nick bước chậm rãi và chắc chắn trong cả quãng đường, nhưng tăng vận tốc ở những đoạn cuối. Hành trình của người đàn ông 34 tuổi đến từ Florida kéo dài trong 22 phút. Tôi đã phải tập trung đi từng bước một trong suốt khoảng thời gian đó. Nick mang theo mình một microphone và 2 camera trong hành trình. Anh chia sẻ, từ nhỏ đã luôn tự hỏi, việc đi qua Grand Canyon là như thế nào? Đôi giày Nick đi hết sức đặc biệt, có da nai rừng tấm ở đế giày, giúp bám chắc hơn với dây cáp. Nick nổi tiếng với việc là người đầu tiên chinh phục thác Niagara. Anh là thế hệ thứ 7 của gia đình siếc nổi tiếng Flying Walanda. Cụ cố của Nick đã mất ở tuổi 73 khi bị ngã do tai nạn nghề nghiệp tại Puerto Rico. Một vài thành viên khác trong gia đình của Nick cũng đã qua đời trong khi làm việc.